Chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Danh Long GB Cuộc sống tại Nhật Bản. Hôm nay anh em mình là có tổ chức làm một cái bữa cơm nhân cái ngày là rằm tháng 7. Theo cái truyền thống và phong tục và tập quán của Việt Nam, rằm tháng 7 là cái ngày mà gia đình và mọi người quây quần sum họp với nhau và làm mâm cơm để dâng lên thần linh và tổ tiên, gia tiên nhà mình. Cầu cho các vong linh được siêu thoát và mong cho cuộc sống hạnh phúc đến với mọi người, và mọi người luôn có những cái sức khỏe dồi dào, niềm vui trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn và con cháu đoàn kết hòa thuận và mọi sự là như ý trong cuộc sống. Và hôm nay thì là anh em tổ chức thì cũng có cái món cá canh chua. Hôm nay là đây review cho các bạn xem. Hôm nay anh em có làm cái các đồ ăn này của theo đúng truyền thống của Việt Nam này, nhất là cá canh chua này. Cá canh chua gồm có dứa này, hay Việt Nam gọi là thơm, rồi đậu bắp, giá, cà chua. Đây là dưa leo này. Còn đây là vừa đây là giò chả Nam Nguyên này. Thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản. Giò chả số 1 Nhật Bản. Hương vị truyền thống Việt Nam, ăn rất là ngon. Đấy, như mọi người cùng quan sát. Rất tuyệt vời, hương vị truyền thống Việt Nam, ăn rất là ngon. Đấy, các cái món ăn hôm nay anh em tổ chức làm có cá canh chua và giò chả Nam Nguyên. Và đặc biệt cái món rượu ngâm vàng ấy. Rượu ngâm vàng uống cũng rất là ngon và cũng có cả bia nữa. Đây là cái món rượu dắt vàng, nó đúng hơn là rượu ngâm vàng, rượu ngâm vàng. Mà cái rượu này thì chỉ ở cái vùng Kanazawa của tỉnh Ishikawa của Nhật Bản mới có. Đấy, mở cho các bạn xem này. Đấy, bên trong nó đóng gói rất là cẩn thận nhé, bọc bằng cái túi bóng này cho tránh vỡ này. Đấy, và khi lắc đều lên này, chúng ta sẽ thấy là bên trong là vàng. Mọi người thấy vàng không? Đấy, rượu này thì nó chỉ có 14-15 độ thôi, chứ không có cao độ. Đấy, và lúc nào cũng đọng phía dưới này, nhưng khi uống là phải lắc đều lên. Nói cho mọi người xem. Nên vàng bên trong vàng thật luôn đấy. Ở vùng Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Và bây giờ là mình sẽ mở ra để cho anh em thưởng thức đây. Đấy, rất là ngon. Rót ra ly đây để mời thằng em đây là thưởng ở Thái Bình. Anh em chưa thân với nhau, hiện anh em đang tu nghiệp mà sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đấy, bây giờ quay sát cho mọi người xem cái chén rượu nhà nhá. Đây cái chai rượu nào này, mọi người nhìn này, vàng nó đang. Đấy, và đây là trong trong ly này. Trong ly không? Toàn vàng không? Bên này thì ít hơn này, bên này nhiều này. Đấy, toàn là vàng. Bây giờ thử lấy một ít cho lên tay xem như nào. Đấy, cái nhỏ nhỏ này, tôi cho tay này. Thấy chưa? Gì hết à? Tan hết không? Tan mất rồi. Thì mình sẽ lấy lên xem như nào. Anh đặt nhẹ thôi. Đây. Quyết nhẹ thôi. Tay quẹt xem nào. Đây, uy tín giờ vàng. Vàng xong đấy không? Đây, đây vàng. Tan hết không? Không tan, ở tay ấy. À, có, cũng có tan. Mà đúng là rồi. Tan đấy. Nó bây giờ thử uống nâng cốc. Mời mọi người. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Chúc Việt Nam ăn rằm vui vẻ.
Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn nhé. Đây là chả này, thương hiệu Nam Nguyên số 1 Nhật Bản. Rồi, chả Nam Nguyên số 1 Nhật Bản. Ngồi chú ăn miếng giò nha. Thương hiệu Nam Nguyên số 1 Nhật Bản đúng với cả lời đồn đoán không? Chả quế thơm ngon nhỉ? Giò ngon. Ngon không? Nam Nguyên ngon. Đẳng cấp số 1 Vừa Nhật thơm Bản. ngon mà có cả tiêu Bắc chứ. Ừ. Uy tín. Giò Nam Nguyên này nằm ở trên Tokyo, Quên mẹ mình những vùng lân cận quên là mẹ mình không nên cho nó thơm đây. vùng lân cận là rất nổi Đúng rồi. tiếng. Nếu mà ai đến Nhật Bản mà không ăn cái món giò Nam Nguyên này thì thật là lãng phí, thật là hơi tiếc. Đấy, cái giò này ăn này, thấy không? Ngon luôn, uy tín luôn. Giò Việt Nam, chuẩn chất Đưa Việt gần Nam. mũi, mùi nó thơm, Chuẩn chất Việt Nam, mời cả đúng nhà. Mời cả nhà ăn đậu băng. cái hương vị của Việt Nam, đúng truyền thống của Việt Nam. Nó thơm không? Đưa gần miệng miệng này, cái mũi người đây, nó thấy thơm lắm à. Và khi đặt lên lưỡi cái vị giác của mình ấy, nó cảm nhận được cái vị ngon tinh túy của giò truyền thống Việt Nam, hiểu không? Thơm. Đây là giò thương hiệu Nam Nguyên số 1 Nhật Bản, hiểu không? Nổi tiếng luôn. Đúng rồi. Chuẩn. Đấy, mà giá cả phải chăng? Nếu mà mọi người mà muốn thưởng thức cái giò số 1 Nhật Bản này thì liên hệ với Facebook là Danh Long GB. Danh Long GB hoặc là Phạm Xiêm. Phạm Xiêm. Cay quá. Đấy, cái món này hơi cay đấy không? Cay quá. Cái món cá này cho cay một chút mới ngon. Cay thật. Công nhận cay. Vì món cá này nó ngon là nấu theo cái hương vị của miền Nam. Là hơi cay một chút. Đấy, và có thơm. Gọi là dứa. Cá ngon lắm anh em ạ. Cá là cá ba sa. Cá ba sa ngon thật. Ba sa này ăn ngon cũng lắm. là thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam. Ăn ngon đấy. Bữa sau ngon. Bữa sau ra mua thêm mấy ấy rẻ. Mấy chục cân nữa. Không. Mua mấy gói. Con nhà mình nâng ly ấy nhỉ? Rẻ rẻ công nhận rẻ đấy, rồi. Rượu này rượu ngâm vàng. Mời mọi cả nhà. người nhá. Mời cả nhà nhá. Lần sau anh em mình lại đặt mấy cân giò chả Nam Nguyên. Giò chả số 1 Nhật Bản. Nhá. Đấy, là trước đặt cũng 5 cân rồi, lần này đặt chắc khoảng tầm 5 6 cân nữa. Ăn hàng ngày mà, đúng không? Ngon. Công nhận giò ngon. Thế thế nào? Chả ăn thơm. Không. Chả ăn thơm. Đấy, vừa rồi cho thằng Ripken á, người Nhật này. Nó ăn nó tấm tắc khen ngon mãi. Nó ăn ngon nó cứ khen ngon mà nó cứ muốn ăn nữa. Xong hôm sau lại mò sang nào mà Long ơi còn giò chả không, tức là nó nói là giò chả, tức là nói cái món của Việt Nam ấy ngon lắm, mà nó không phải là nó nói là từ ngon đâu, nó nói là quá tuyệt vời, trên cả ngon luôn. Ừ mày ngon, nó bảo tuyệt vời, ăn ngon quá ngon. Thế là hôm sau lại thái cho nó mấy đĩa nữa, cả rau cả chả, nó ngồi nó chén với cả uống bia. Ngon. Đấy, hôm nay ngày rằm tháng 7 cũng là một cái ngày lễ truyền thống của Việt Nam, là một cái mùa Vu Lan báo hiếu và biết ơn những người đã sinh thành có công lao, cũng như là mang lại cái truyền thống giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ, là luôn nhớ tới nguồn cội và mình luôn cầu mong cho gia tiên nhà mình được siêu thoát, hiểu không? Anh em này cũng là tổ chức hai anh cái em bữa chúc, cơm nho nhỏ. Hai anh em chúc Việt Nam mau sớm hết dịch. Đúng. Nhân đây thì là chúc bà con Việt Nam là mau sớm chiến hết thắng Covid, Covid và mọi cái sự tốt đẹp và bình an đến với mọi người. Đó. Để có công ăn việc làm ổn định cho và mọi chúc người. Chúc cho toàn dân sức khỏe và làm ăn là phát tài phát lộc, thuận buồm xuôi gió, làm ăn tiến tới. Và tiền vào như tiền nước vào sông Đà, như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như cà phê đi. Không, tiền ra giỏ giọt như là sông Lô. Được không? Đấy, chú ăn giò chả đi. Ngon không? Ngon. Đấy, một lúc đã hết đĩa rồi, chết không? Thế này phải đặt thêm mấy cân nữa mới đủ ăn, đúng không? Ngoài.
Đây là cái thực sự người thật việc thật luôn, giò chả Nam Nguyên số 1 Nhật Bản. Mình có làm ra tiền mà mình phải mua mình ăn thôi, ăn đúng như Việt Nam luôn. Đây là đúng truyền thống Việt Nam đúng không? À, trong có làm mấy non bia không? Có chứ. Đây là bia của Nhật, cũng chỉ có 5 độ nhỉ, 5 độ. Rất ngon. Đây, ăn cá đây, ăn dứa thì thơm. Ăn đi. Món ăn ăn. Đấy, video thì cũng kết thúc ở đây. Thì rất mong là mọi người ủng hộ cho kênh của mình là Danh Long GB Cuộc Sống Tại Nhật Bản. Mọi người hãy share, chia sẻ, like và subscribe, đăng ký kênh để cho mình có động lực làm những cái video tiếp theo về cuộc sống Nhật Bản nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ Danh Long GB. Chào Xin mọi chào người và nhá. Hẹn gặp lại. Chào mọi người nhé.